chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để gắn cái bìa da của khắc tên vào trong cái MacBook 12. Thì các bạn mua đồ khắc tên, các bạn nhận được cái bao bì như vậy. Các bạn mở ra thì nó có này. Thì đại loại cái sản phẩm như vậy. Chúng ta sẽ để MacBook đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào cho mọi người xem. Chúng ta sẽ gắn ở phía dưới trước. Đó, gắn ở phía dưới này trước. Sau khi các bạn gắn xong phần ở dưới thì chúng ta bắt đầu chuyển đến phần gắn phần ở trên. Chúng ta để cái màn hình ở cái vị trí tối đa có thể gạt được. Sau đó chúng ta chùm cái da lên như vậy. Đó, thì bạn sẽ chùm hai bên. Một bên, từng bên trước, bên trái trước. Đó, cho nó ăn một chút xíu ngay mép đầu. Sau đó chúng ta sẽ bên phải cũng vậy, cho nó ăn một chút xíu. Thì bây giờ các bạn thấy là nó đã vào hai bên, chúng ta ấn vào. Thì các bạn có thể mở màn hình lên, sáng lên để các bạn thấy cái mép. Thì cái mép này nó phải làm đúng cái mép của màn hình. Đó. Thì ở dưới đây khắc tên có hai cái miếng keo các bạn lột ra. Các bạn lột keo thôi chứ đừng có lột cái miếng meca định hình. Bên trong nó có một miếng meca để định hình, các bạn đừng lột ra. Lột miếng keo ra. Rồi, sau khi lột hết keo rồi các bạn nhớ bật màn hình lên để các bạn căn cho đúng ngay mép. Đó. Dưới cũng vậy, các bạn cũng lột cái keo ra. Đó, một lớp keo nhỏ nhỏ thôi, các bạn lột ra, các bạn dán vào vậy, dán luôn lên cái trackpad này, bởi vì cái trackpad này là for trackpad, chúng ta có thể là bấm bất cứ chỗ nào, nên các bạn dán lại không sao. Các bạn dán xong thì chúng ta sẽ gấp lại thì nó như thế này. Thì đầu tiên nó sẽ hơi hở như vậy, nhưng các bạn sử dụng khoảng 1 đến 2 ngày thì nó sẽ gấp xuống được. Đó. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái giống như là một cuốn sổ vậy. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn.